Xin chào quý vị các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ học JavaScript bài thứ 31, nói về cái phần date object ở trong JavaScript. Khi này thì chúng ta muốn quản lý thời gian thì chúng ta sẽ sử dụng đến date object. Nó sẽ cho chúng ta thực hiện đó là tạo ra cái thời gian theo cái ý của chúng ta, và lúc này chúng ta có thể đặt thời gian là lấy thời gian thời điểm hiện tại, chứ có thể trích xuất ra những cái thành phần như là giờ, phút, giây, mili giây, ngày, tháng, năm, vân vân, rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể sử dụng trong cái date object này để phục vụ cho cái mục đích của chúng ta. Ví dụ mà các bạn muốn làm một cái đồng hồ đó chạy theo thời gian thực, ok, chúng ta muốn tạo ra một cái trò chơi và sẽ đạn sẽ nhả theo một cái khoảng thời gian nào đó chẳng hạn, ok, giờ là chúng ta muốn quay thưởng thì đến một cái thời điểm ngẫu nhiên chúng ta cài trước nào đó chúng ta sẽ cho cái chương trình nó chạy chẳng hạn. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái date object. Ở đây có đến 4 cách để chúng ta tạo ra date object. Đầu tiên thì new date sẽ cho chúng ta là cái thời gian tại cái thời điểm hiện tại, và lưu ý là nó theo múi giờ của các bạn chọn đấy nhá. Nếu như các bạn chọn múi giờ nào cài đặt trên máy tính của bạn như thế nào thì nó sẽ chạy như thế. Và tiếp theo cái constructor loại thứ hai này, các bạn truyền các tham số như là năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, vân vân trở đến mili giây. Và cái constructor thứ ba là truyền vào mili giây. Lưu ý là cái thứ hai và cái thứ ba này, nếu như chúng ta để khuyết đó, nếu cái thứ ba này để khuyết thì nó sẽ biến thành cái thứ nhất, còn nếu cái thứ hai mà chỉ để một tham số year thì nó sẽ biến thành cái thứ ba. Cho nên là nếu như muốn chỉ rõ ra năm nào, tháng nào thì chúng ta phải chỉ rõ là cả năm và tháng, nếu không thì nó sẽ biến thành mili giây. Ok, từ lát nữa mình sẽ minh họa cho các bạn. Và cái cuối cùng ở đây là cái constructor hay là hàm khởi tạo, thì tạo ra một cái date object thông qua cái string. Ok, string này sẽ là tháng, ngày, phẩy, cách, năm. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ví dụ này. Mình sẽ lấy cái thời gian tại cái thời điểm hiện tại đó. Thì bây giờ khi mà chạy thì cái kết quả của mình là như thế này. À đây, nhầm. Cái chữ này, toàn bộ chỗ này thì mình phải comment nó đi đã. Ok, thì bây giờ chúng ta có được cái thời gian tại cái thời điểm của mình này. Đó, tùy theo múi giờ của các bạn mà cái kết quả nó sẽ khác nhau. Rồi, bây giờ mình đang ở múi giờ cộng 7. Đó, thì đây chính là new date lấy thời gian tại thời điểm hiện tại. Tiếp theo, nếu như mình lấy cái constructor thứ hai, mình truyền ví dụ mình tạo ra năm 2024 ngày tháng xong đến ngày tháng 4 ngày 27 lúc 5 giờ 30 phút 20 giây 100 mili giây. Rồi, thì chúng ta sẽ có được cái kết quả đây. Nếu như nó bị sai, ấn F12 thì nó sai cái gì? Missing. Ok, à đây, thiếu cái dấu phẩy. Đôi khi cái mày gõ và không để ý. Thì lúc này chúng ta sẽ được cái thời gian đấy theo cái múi giờ của các bạn. Ok, rồi như vậy thì đây ba thế này, nhầm thì nó sẽ ra cái kết quả khác nhau. Đây, đúng theo ý định của mình rồi. Ngày 27 lúc này là biến thành tháng 5 rồi. Đây, May chứ không phải là April. Thì lúc này ở đây có một cái lưu ý đó các bạn, đó là cái month nó bắt đầu từ 0. Cho nên nếu ngày 27 tháng 4 thì các bạn phải viết số 4 biến thành số 3. Vì số bắt đầu từ 0 cho nên là tháng bắt đầu từ 0. 0 là từ tháng 1 và 11 là từ tháng 12. Như vậy thì lúc này mình sẽ được cái này là 27 tháng 4 năm 2024 5 giờ 30 phút 20 giây. Ok. Rồi. Bây giờ nếu như mình để nguyên như thế này thì nó có hiểu là đây là sẽ là không phải là năm mà là mili giây. Đây này. Thì lúc này nó sẽ là ngày 1 tháng 1 năm 1970 8 giờ 2 phút tùy theo cái múi giờ của bạn. Ok. Đấy. Thì lưu ý là lúc này thì mình new date như thế này, mình truyền vào 86.400 là số giây, nhưng nó ở dạng mili giây thì mình nhân thêm 1.000 nữa. Ok, thì cái kết quả là
nó sẽ tùy theo cái múi giờ mà nó sẽ có cái thời gian khác nhau. Kiểu. Rồi. Bây giờ thì các bạn đã thấy rằng nếu như chúng ta sử dụng hai tham số năm, ví dụ năm 2023 tháng 12 như thế này thì cái kết quả của chúng ta là như thế này. Đấy. Rồi. Thì nếu như chúng ta xác định tháng thì thường mặc định nó sẽ chọn ngày mùng 1 của cái tháng đó. Lúc này thì mình là tháng 12 năm 2023. Đây. Okay. Còn nếu là tháng 1 thì các bạn phải truyền đây là 0. Đấy. Rồi. Cái này lưu ý là tùy vào cái múi giờ này nhá. Thì có thể là nó sẽ lấp lửng đấy. Ví dụ như là tháng 1 này vào lúc thời điểm nào đó mình cho vào lúc 23 đi. Ngày 23 tháng 1. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó là tháng 1 thì có 31 ngày đúng không? Mình sẽ cho vào 31. Đây, ngày 31. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp theo. Cái này thì tùy theo cái này thời gian thì cũng tùy theo múi giờ nữa. Nhưng mà ở đây ý của chúng ta nó là tạo ra cái thời điểm theo ngày, tháng, năm hoặc là cho thêm giờ, phút, giây các thứ nữa. Và cái thứ cuối cùng ở trong cái nội dung của cái bài này là liên quan đến date, nhưng mà date là tạo ra bởi một cái string. Thì ví dụ như là December như thế này đi. Mình đang lười gõ nên mình copy paste vào đây. Tháng 12 ngày 20 như thế này thì tất cả cái cục này là cho nó vào trong một cái string. X nó đi. Paste vào đây. Đó. Thì lúc này chúng ta xem nó là cái gì. Đây. Ok. Friday, December 20, 2019. Ok. Đó, thì đây là chúng ta tạo được ra cái theo ý của chúng ta rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái này là January. Thì xem cái kết quả là gì. Đây. Sunday, January 20, 2019. Thì nhớ là cái này này thì nó sẽ ở cái dạng đó là tên của tháng và mình thử để xem là Jan xem nó như thế nào. Đây, vẫn ok. Có nghĩa là tên tháng có 3 chữ, 3 ký tự hoặc là tên tháng đầy đủ. Và như lưu ý là tháng sau đến định dạng là ngày, phẩy, năm. Để biện hiện tại là như thế này. Còn đến cái bài kế tiếp liên quan đến phần định dạng thời gian thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn nha. Bây giờ cái phần cuối cùng này nó là new date, nhưng mà nếu như các bạn thấy là nó hiển thị như thế này nhìn hơi khó chịu đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh lại. Ví dụ cái này là to date string thì nó sẽ hiển thị cái date của chúng ta ra theo một cái định dạng ngắn gọn hơn và chúng ta dễ hiểu. Ok. Hoặc là to cái này là UTC string. Đấy. Ok. Còn nếu mặc định thì nó sẽ là to string. To string thì sẽ chính là như cái lúc ban đầu của chúng ta vậy. Đấy. Tức là nó hiển thị đầy đủ như thế này. Rồi. Ok, như vậy thì nội dung cái bài này các bạn hiểu đơn giản đó là chúng ta sẽ sử dụng cái date object và tạo date object thông qua những cái constructor truyền những cái loại tham số khác nhau vào. Và các bạn hãy thử kiểm nghiệm xem là những cái thứ này nó như thế nào nhé. Ok, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái bài về kế tiếp, học về những cái phương thức rồi là những cái định dạng liên quan đến thời gian ở trong JavaScript.